Phụng ơi, đứng đó dạ. Y Phụng. Dạ. Quý vị ơi, quý vị có biết cái nhạc phẩm mà 5 năm rồi không gặp không quý vị? 5 năm rồi không gặp từ khi em lấy chồng. Có không quý vị? Nghe rồi không quý vị? Là mà tại sao lại trong kia đó, hồi nãy Y Phụng đó, hồi nhất định Minh Trí phải hát với Y Phụng không? Minh Trí, em cử một người, Minh Trí cử một người ra mà tâm sự với Minh Trí đó, là 5 năm trước đó, có ca với Y Phụng rồi. Mà kính thưa quý vị, thôi hôm nay mình đến chùa nha quý vị nhé. Mình trải tâm ra, mình mở lòng ra, cái gì mình cũng hoan hỷ. Minh Trí đã từng nói với quý vị rằng đó,